chào quý vị và các bạn. Ta đang ở khu vực ngã ba Bưu Điện, trung tâm thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn. Mời quý vị và các bạn hãy cùng quê Quảng Ninh khám phá từ khu vực này theo đường tỉnh lộ 334 đến bãi Dài, thôn 1 xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh để tận mắt cảm nhận sự thay đổi chuyển mình của thị trấn Cái Rồng và xã Hạ Long này nhé.
Như vậy quý vị và các bạn đã cùng quê Quảng Ninh trải nghiệm hết hành trình từ trung tâm thị trấn Cái Rồng đến bãi giải xã Hạ Long, huyện Vân Đồn. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Hãy ủng hộ tôi bằng cách đăng ký và nhấn chuông nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.